Chào mừng quý vị quay trở lại với Dance Your Fat Off, bước nhảy ngàn cân. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo, đó chính là Ngọc Sơn. Mình là người ăn nhiều nhất nhà, là người ăn hết thức ăn và không để thừa sót một tí gì. Và đặc biệt là mình rất yêu thích thịt, mẹ nấu có đến 2-3 lạng thịt thì mình cũng ăn, mà có khi đến nửa cân thì cũng cố gắng ăn cho hết. Bố mẹ bảo mình thôi bỏ đi một tí cũng được, ăn nhiều mới béo, nhưng mà mình cảm thấy bỏ thức ăn đi thì phí. Thế nên là mình cứ cố gắng mình ăn, ăn và cuối cùng là nó sẽ thành một cái tạng người như thế này. Đi đâu người ta cũng chê mình béo, bạn bè mình thường hay cấu véo mình, nhiều khi nó bị bầm tím lại. Nhưng mà vì vui với bạn bè, mình không muốn mất tình cảm bạn bè nên lúc nào cũng cố gắng làm sao để mọi người vui và tự để nỗi đau cho riêng mình. Mình vừa trải qua kỳ thi đại học và không tập tành gì cả, nó đã làm cho mình tăng lên khá là nhiều cân và làm cho bụng mình xuất hiện ra nhiều vết rạn nứt về thịt. Mình đã khá là lo sợ và bố mẹ cũng kêu rất là nhiều mình phải giảm cân thôi, càng nhiều càng tốt. Thành nào đó được cơ tim anh lang thang vi vu cùng gió. Thành nào đó được cơ tim anh lang thang vi vu cùng gió. Hey, ai long lanh như anh trong lúc này đây. Trong đêm nay ai bóng anh long lanh như tranh ngoài anh. Bóng tay một tí duyên một tí chơi một tí như mình kêu quá nè. Hoặc anh nhé, anh đang quá hot. Em chẳng có đúng gần. Thật sự anh đang quá hot. Có lẽ phải gọi xe cứu hỏa. Vì là vì toàn nhẹ nhàng quá nên dòng lời cũng phải cúi chào. Và bụng cháy 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 hết quần áo anh luôn rồi. Phần trình diễn vừa rồi hai em tập lâu không, và điều khó khăn nhất trong cái bài diễn hồi nãy mấy em phải vượt qua đó là gì? Bài nhảy này thì em với cả chị Lịch tập với nhau 3 ngày ạ. Và cái điều khó khăn nhất là phải duy trì và kìm, ta phải luyện sức của mình để làm sao mà để sức bền của mình để làm sao mà theo được hết bài nhảy. Thế bây giờ còn tí sức nào không? Chắc là còn tí sức để nghe ban giám khảo nhận xét nữa. Vâng, vậy thì ngay bây giờ ban giám khảo sẽ nhận xét về thí sinh Ngọc Sơn. Cái từ mình muốn tìm trong cái bài này là bùng nổ. Em thể hiện và diễn và múa cái bài này rất là hay. Thực sự anh chỉ cần nói là tuyệt vời. Đó, xong. Cảm ơn anh. Từ đầu đến giờ anh không biết phía sau còn bao nhiêu thí sinh nữa, nhưng đây là thí sinh có những bước nhảy đẹp hơn cả người hướng dẫn mình. Điều đó là thành công của hai em. Và xin mời anh Linh à. Chú nói thật, chú có cảm tình với con. Cái lúc mà chú nhìn con phỏng vấn á, cái mặt con nói chuyện nó rất là tươi, mà cái mặt con nhìn nó như nó ngộ nghĩnh lắm, nó rạng ngời như một mặt một thiên thần vậy đó. Nó có cái đồng điếu ở đây nè, con nói chuyện rất là có duyên. Về phần nhảy thì chú không có cái gì để chê con cả. Phạm Lịch đã cho con một cái bài dựng rất là hay. Chú hy vọng rằng cái chiếc cân này nó sẽ không làm hại con nè. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho Ngọc Sơn. Anh Đàm Minh Hưng sẽ cho bao nhiêu điểm? Không ngờ là anh Linh lại có cảm tình nhiều với Ngọc Sơn như thế. Thế thì sao ạ? Thì đó là một sự may mắn. Rất may mắn, bởi vì để có được cảm tình của một người khó khăn, khó chịu bậy, như anh Linh. Nói tôi khó khăn là bậy rồi. Có thể anh dễ với ai đó nhưng mà rất khó với em. Cho nên là nó một sự may mắn của em.
Anh tặng cho em, cả hai em, con số 7. 7 điểm, xin chúc mừng. Và anh Xuân Huy, anh sẽ cho bao nhiêu điểm? Anh cho 7 điểm. 7 điểm. 2 số 7. Và anh Hoài Linh sẽ cho bạn bao nhiêu điểm đây? 8 điểm. 8 điểm. Chúc mừng bạn, điểm trung bình của bạn là 7,3 điểm. Nhưng Ngọc Hân vội mừng đã. 50% số điểm của bạn phụ thuộc vào chiếc cân. Số cân cũ của bạn là 86,7 kg. Sau một tuần nỗ lực rất là nhiều đúng không ạ? Và số cân hiện tại 82,8 kg, giảm 3,9 kg, tương đương 4,5%. Và tổng số điểm của bạn là 11,8 điểm, xin chúc mừng. Wow.